Dự án An sinh xã hội Việt Nam AFV, Artenis Việt Nam AAV tổ chức. Và sau đây, xin mời quý khán giả cùng xem một vài tiết mục văn nghệ do nhóm văn nghệ cộng đồng, các cộng tác viên đến từ Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh thị xã Vĩnh Châu biểu diễn. Rừng lưu xâm lén bắc xa bắc xanh,
thưa quý khán giả, với đường bờ biển dài, vị trí địa lý, địa hình và khí hậu đa dạng, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có nguy cơ cao nhất ở châu Á và khu vực Thái Bình Dương về thiên tai và biến đổi khí hậu. Do tỷ lệ dân số và tài sản kinh tế của quốc gia cao, bao gồm cả nông nghiệp, tưới tiêu ở các vùng đất thấp và đồng bằng ven biển, đồng thời các khu vực nông thôn phải đối mặt với các vấn đề đói nghèo và thiếu thốn, Việt Nam đã được xếp hạng trong số 5 quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng biến đổi khí hậu nhiều nhất. Người ta ước tính rằng biến đổi khí hậu sẽ làm giảm thu nhập quốc dân tới 3,5% vào năm 2050. Việt Nam thể hiện rất nhiều nỗ lực trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua một loạt các chính sách quốc gia và các biện pháp thích ứng cụ thể. Năm 2021, Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu đã được ban hành, trong đó nêu ra các mục tiêu giai đoạn năm 2016 đến năm 2050. Năm 2012, Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh đã được phê duyệt, bao gồm các mục tiêu và biện pháp giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu. Năm 2013, Luật Phòng chống thiên tai được ban hành nhằm giải quyết các hiểm họa thiên tai đa dạng ảnh hưởng đến đất nước. Ngoài ra, Luật Môi trường năm 2014 bao gồm một chương đầy đủ về biến đổi khí hậu. Việt Nam đã phê chuẩn Thỏa thuận Paris vào ngày 3 tháng 11 năm 2016 và đệ trình bản đóng góp cập nhật do quốc gia xác định năm 2020. Chúng ta vui mừng chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thị xã Vĩnh Châu trong những năm qua với chủ trương, quyết sách để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, thị xã Vĩnh Châu cũng đang phải đối mặt với thách thức trong việc giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế xã hội với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. Những thách thức Vĩnh Châu đang gặp phải cũng là thách thức chung của quốc gia và toàn cầu. Để chuyển hóa được những thách thức trên và hưởng ứng chủ đề Ngày Môi trường Thế giới và Tháng Hành động vì Môi trường, Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Châu phối hợp với Quỹ hỗ trợ chương trình Dự án An sinh xã hội AFV, Actionage Việt Nam AAV, tổ chức chương trình Cùng Tiến Bước Vì Tương Lai năm 2022. Qua đó nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên trong quá trình ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển các mục tiêu bền vững tại Việt Nam cũng như các vấn đề toàn cầu khác. Và chúng ta đang xem là phần đạp xe hưởng ứng Ngày Môi trường Toàn cầu. Cùng Tiến Bước Vì Tương Lai là chương trình mà người tham gia sẽ đi bộ hoặc đạp xe hàng ngày thay vì đi xe máy hoặc phương tiện có sử dụng nguyên liệu hóa thạch, ghi nhận kết quả, qua đó đóng góp bằng hành động cụ thể vào việc làm giảm phát thải khí CO2 ra môi trường và nâng cao hiểu biết về các giải pháp công bằng khí hậu cho người dân các nước nghèo, các nước đang phát triển.
nhựa dính thôi. Hai xe cơ bị hỏng à? Rồi, cảm ơn tôi đi học. Đúng chưa? Cho hai xe xuống với. Xe bị hỏng luôn à? Đúng không ạ?